Giờ em xin chào tất cả anh em ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đất Thắng đây nè. Em với hai bạn già thư già phụng với thừa anh em ơi. Anh em tiếp tục cho anh em mình một cuộc nhân mà F5. Mà anh em trước tiên ngoại hình nhìn vô anh em nhìn thấy mỏ nè. Cái này nó cắn mỏ nhỏ nào mà cắn còn cắn hoành tráng đi. Vì nó cắn sao mà sức cái mỏ này anh em. Rồi nó lội cút quay ra gì nè. Nếu ngồi gì cũng rồi. Được. Ngồi hai anh em về chảnh thêm cái thùng bù lon tán của mình đó. Chở ở đây trước đi. Cái máng ốc á. Còn một cái thao bự lắm, cặp chỗ cái F10 á. Rồi em trở lại đề tài chính của mình anh em. Xin lỗi anh em gián đoạn tí ha. Là cái máy này là cái máy F5, ngoại hình thì nó lem luốc vậy nè. Đây đặc biệt thích hợp cho anh em cũng như bà con cô bác mình để đồng bấm nước. Vì cái dòng máy này thứ nhất là nó bền, thứ hai là nó rẻ tiền, và thứ ba nó thao dầu nè. Nó chạy tuy không có nhanh, không có giọt giống như những cái dòng máy khác, nhưng mà được có cái độ bền nó rất là cao. Chắc là bạch anh em chạy tối ngày vậy nó không có nhiều dầu. Còn cái này cái e nó nhưng mà nó thiếu có chớp. Cái chớp này thì bên em còn nên, còn bên em nữa sẽ gắn lại cho anh em mà con có bắt mà. Mà ngoại hình thì nói chung là nó đem lúc nó cũ kỹ vậy nè. Đó. Nhưng mà chất lượng thì ở dòng này là nó có nè. Chất lượng nó chạy rất là tuyệt vời đúng không? Em quay phía sau cho anh em mà con có bắt. Cái này về nó có nắp cho còn không có nắp cho còn. Cái này thì nó trụ gì anh em. Nhưng mà nếu em có gặp thì em xuống em gắn cho anh em mình. Vì hôm rồi em có rất nhiều cái nắp này nè, nhưng mà hôm rồi chưa có dọn đem xuống hết, cái đồ nó còn lu quá. Nên nếu mà anh em nào có chốt này thì em cố gắng em kiếm nha. Nhưng mà hiện tại thì nó trụi. Có thì em tặng cho anh em miễn phí, còn không có thì anh em để trụi lũi luôn luôn anh em. Bị dòng này là cà khô. Trụi đi cho nó mát đi em ơi. Nó mát hả? Giống như kia vậy đó. Trụi như không có luôn phải không? Rồi nhờ. Sao con xin chúng ta gục dữ vậy? Hả? Đó, hôm nó chùi lưỡi đó, nó mới sưng vậy đó. Vậy hả? Đó, nó có dính dính cái gì thì nó mới sưng. Tao quay ăn cái gì? Ôi, thường nó bị sưng tay, nó bị máy trắng anh em ơi. Số CV của máy này là 710305 anh em. Cái máy máy cắn là nó dính dính lắm nha. Cái này để nữa em gắn cái bô, cái gòn bô lên cho anh em và con cô bác mình nha. Cái này thiếu cái gòn bô bởi nó nhìn nó xì khói. Rồi nhờ em test hàng cho bà con cô bác mình nghe. Dòng này đặc biệt là nó ít thao dầu anh em ơi, ngủ vậy đó. Rất ít thao dầu. Rất là nhẹ luôn. Cái này mình nước nó mạnh lắm. Nó mạnh nếu mà cùng công sức với nó mấy nào mà 5 ngựa như thế là lớn nhẹ không có luôn, không có giặt. Mình muốn phá chế được chết rồi. Mình muốn rất là đã luôn.
hơi khó chỉnh cái này nơi dứt. Chứ ông Phụng đang phía sau ông sợ nó thổi ngồi Phụng ra rồi lùi luôn anh em. Cái đó là ok luôn á. Đúng rồi. Đó. Ok luôn. Rồi như là quá đạt rồi đối với những dòng máy ép là như là ok rồi. Nó chỉ có yếu điểm duy nhất là cái mỏ này nè. Nó thì nhìn nó hơi thu thiển tí xíu nha. Mình quay ra anh em nhìn cái mỏ này thì hơi ngán, nhưng mà thật ra thì nó không có ảnh hưởng gì tới máy hết nha anh em. Máy thì em bao zin, chỉ có mở là cầm bét này nè, cầm bét này bên em có mở nha. Chứ nó gãy cái xong này nè. Rồi em cũng xin báo giá anh em mà con có bác mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 3.4 triệu anh em, 3.4 triệu bao ship. Anh em có một cái máy Yanma F5 bơm nước tuyệt vời luôn. Khẳng định chắc nịch với anh em là xài rất là bền. Nếu mà nói về D6 ha, cái máy này chắc chắn là chấp có khoảng 2 sát D6. Hư xong rồi bê sát D6 sửa mấy lần rồi ông hai này ông mới bắt đầu ông có hư. Với linh kiện giờ bên em có đầy đủ hết anh nha. Thì dên cốt nắp thì lắp, nói chung là có một số bà con lo lắng là những cái dòng máy ép tại giờ có đồ không ha, thì em xin chắc nịch với bà con rằng là có đầy đủ hết. Rồi em xin báo lại cho anh em bà con cô bác mình ha. Máy này em bán cho anh em là 3.4 triệu bao ship. 3.4 triệu bao ship nha anh em. Anh em nào lại tới nơi mà chở thì em tính anh em là 3 triệu. Anh em có một cái máy dầu Yanma F5 xài bơm nước rất tuyệt vời luôn. Đặc biệt là để đồng mình an tâm rất là nhiều. Vì cái độ bền nó cao, mình đi về nhà mình ngủ mình nghỉ mình không có băn khoăn lo lắng là có máy nó còn chạy không. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em nha. Cảm ơn hai chiến binh nha. Sưng tay luôn rồi.